Chào mừng các em đến với trang lời giải hay .com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời cho bài tập 4.4, trang 81 sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta cắt và ghép để được một cái hộp có nắp theo hình gợi ý dưới đây. Thì ở đây cô đã vẽ lại hình ảnh này. Đấy, và cô đã cắt nó ra theo đúng gợi ý của chúng ta đúng không ạ? Ở đây thì gợi ý cho chúng ta hình ảnh là các hình vuông được nối vào với nhau. Cụ thể ở đây có tất cả là 6 hình vuông đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì ở đây cô coi cái hình vuông có màu xanh đậm này. Thì cô sẽ đánh dấu nhân màu đỏ vào đây. Đấy, để phân biệt được giữa các hình vuông khác đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ gấp hình ảnh này lại để tạo thành một hình cái hộp có nắp. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ gấp theo đúng những cái đường thẳng ở trên đây. Đấy, cô sẽ gấp hình vuông này lên để chúng ta có thể miết để tạo thành nếp gấp đấy chứ ạ. Bước tiếp theo là các em cũng gấp hình vuông, hai hình vuông bên cạnh vào. Đấy, và hình vuông bên cạnh này. Khi đấy thì các em có thể hình dung ra lúc này nó chính là các cạnh của cái hộp rồi đúng không ạ? Đây, khi mà chúng ta dựng đứng nó lên thì nó sẽ như thế này. Và phần ở trên các em cũng gấp lại cho cô gấp xuống. Và phần này chúng ta cũng gấp theo cái nếp gấp ở đây. Rồi, đến đây thì các em có thể thấy này, khi mà cô dựng tất cả các cái hình vuông này lên như thế này đúng không ạ? Đó, và chúng ta nắp nó lại. Đấy, thì các em sẽ dùng băng dính để chúng ta cố định lại những cái mặt của hình vuông như này đúng không ạ? Và lúc đấy thì cô đã tạo được hình nhục một hình vuông có nắp, chính là cái mảnh giấy in đậm ở trong hình này đúng không ạ? Đây, phần này nó sẽ là đóng vai trò vị trí là chiếc nắp của chúng ta đúng không? Đấy, như vậy là cô đã gấp xong hình vuông. Và sau đó thì các em có thể lấy băng dính để chúng ta cố định các cái phần mặt bên của hình vuông lại vào với nhau. Được chưa ạ? Rồi, vậy là cô và các em vừa trình bày xong lời giải cho bài tập 4.4. Và cô cũng đã hướng dẫn các em cách cắt và gấp để tạo được một cái hộp có nắp. Các em hãy truy cập thêm vào trang lờigiaihay.com để chúng ta xem thêm lời giải cho các tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em môn tập tốt.